Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa bà con, quế đang là loại cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo của người nông dân ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, thì cây quế rất dễ bị sâu bệnh gây hại tấn công và làm ảnh hưởng lớn đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Bà con cần có những biện pháp cụ thể để phòng trừ sâu bệnh hại trên cây quế một cách hiệu quả và nhanh chóng. Bệnh khô lá quế do nấm đĩa gai gây ra và nấm bệnh phát triển trong điều kiện nhiệt độ từ 26 cho đến 30 độ C. Khi nhiệt độ thấp dưới 10 độ C thì thường không phát triển. Độ ẩm cao trên 80% rất có lợi cho đĩa bào tử nở ra, bào tử bay ra ngoài thực hiện lây lan. Bệnh thường gặp trên cây quế vào các tháng từ 4 đến tháng 11. Trên lá quế ban đầu sẽ xuất hiện đốm vàng nhỏ, sau đó sẽ lớn dần lên đến mép lá, phần bị bệnh khô dần biến thành màu nâu xám. Bệnh lây lan đến lá khác và tạo ra các đốm khác. Cây nhiễm bệnh nặng khiến cho lá rụng, cây chết khô và bệnh còn xuất hiện trên cả cành non. Để phòng trừ bệnh khô lá quế, bà con cần thực hiện các biện pháp sau đây. Trước tiên cần loại bỏ lá bị bệnh ngay từ khi mới xuất hiện đốm bệnh. Nếu còn có đốm bệnh thì phải tiến hành cắt tiếp lá bệnh. Cắt bỏ các cành bị bệnh và nhặt hết lá rụng trên luống. Ngoài ra, bà con cần tăng cường che bóng và che gió cho cây. Bón phân tưới đầy đủ và kịp thời và nên bón phân P và K. Vào khoảng đầu mùa xuân, khi lá non mới nhú, bà con cần tiến hành phun thuốc Bordeaux 1% hoặc là Zin B 0,2% và 7 đến 10 ngày sẽ phun một lần, phun khoảng từ 2 cho đến 3 ngày một lần. Quay trở lại với những thông tin thời tiết ngày hôm nay, thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Và từ đêm mai ngày 1 tháng 10, Bắc Bộ sẽ trở lạnh, vùng núi có nơi rét và từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10, sáng sớm sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ ở vùng đồng bằng sẽ dao động phổ biến từ 20 cho đến là 29 độ C. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh từ phía Bắc nên trong ngày hôm nay, khu vực Trung Bộ sẽ có mưa rào và dông rải vài nơi. Trong 3 ngày tới, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ trên toàn khu vực quanh ngưỡng từ 25 cho đến 34 độ C. Và từ khoảng giữa tuần, ngày 5 cho đến ngày 6 tháng 10, khu vực Trung Trung Bộ sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Xuôi xuống Nam Bộ, từ ngày hôm nay kéo dài trong 3 ngày tới, Tây Nguyên sẽ có mưa rào và có cả dông rải rác, sau đó mưa rào và dông ở vài nơi, tập trung chủ yếu vào chiều tối. Còn tại khu vực Nam Bộ, trong tuần này dự báo là chiều và tối cũng sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên sẽ dao động từ 20 cho đến là 32 độ C và Nam Bộ sẽ từ 24 cho đến 34 độ C. Và như thường lệ, trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng trong cả nước trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.